quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tình không chuyển ngữ hành chơi biên tập minh tâm Thời gian ngày 18 tháng 9 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông tập 600 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời người Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 788 Bắt đầu xem từ hàng thứ nhất Duy Ma Kinh Gia Tường Sớ nói Pháp Nhãn Tịnh Tiểu Thừa có Pháp Nhãn Đại Thừa cũng có Pháp Nhãn Tiểu thừa Pháp nhãn tức sơ quả Thấy Pháp tứ đế gọi là Pháp nhãn Đại thừa Pháp nhãn là sơ địa biệt giáo Được chân vô sanh Pháp Nên gọi là Pháp nhãn Biệt giáo sơ địa chính là viên giáo sơ trụ Ngày nay kinh này chỉ tiểu thừa pháp nhãn tịnh như cảnh hưng nói pháp nhãn tịnh tức dự lưu quả sơ quả tịnh ảnh sớ lại nói thấy tướng thánh đế gọi là tịnh pháp nhãn ananh là quả thứ ba trong bốn quả của tiểu thừa các lậu đã tận tâm được giải thoát như kinh duy ma nói tám ngàn tỳ kheo không thọ các pháp lậu tận ý giải chú giải của triệu công nói triệu công là đại sư tăng triệu lậu tận 98 mươi tám kiếp lậu đã tận ý được giải thoát thành a la hán là chỉ phiền não đoạn tận tâm ý giải thoát chứng quả a la hán cho thấy trong kinh nói đến pháp nhãn tịnh và các lậu đã tận đều chỉ thanh văn thường đều là nói đến tiểu thừa đoạn kinh văn ở trước là tiểu thừa từ sơ quả đến tứ quả nói cảnh giới của họ đây là thế tôn giảng kinh đến đoạn sau cùng thiên nhân thế gian có một vạn hai ngàn ức na do tha chúng sanh viễn ly trần cấu được pháp nhãn tịnh chứng sơ quả có nhiều người như vậy chứng tiểu thừa sơ quả đương nhiên không phải ở địa cầu này địa cầu đến ngày nay mới bảy mươi ức người nhưng ở đây có tới một vạn hai ngàn ức na do tha con số này vô cùng lớn. Đây là chỉ ở đâu? Ít nhất là chỉ thế giới ta bà. Thế giới ta bà là nơi giáo hóa của Đức Thế Tôn, là khu vực ngài hóa độ chúng sanh. Khu vực này là Tam thiên đại thiên thế giới, đây là một Tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên là lấy núi tu di làm trung tâm đây là một tinh hệ lớn ngày xưa đích thực có rất nhiều người ngộ nhận cho rằng đơn vị thế giới là hệ mặt trời cư sĩ hoàng niệm tổ học khoa học khi chúng tôi gặp nhau ông đã đưa ra vấn đề này ông nói đơn vị thế giới không phải là hệ mặt trời trong kinh nói rất rõ ràng trung tâm của tinh hệ này là núi tu di mặt trời chạy quanh eo núi tu di núi tu di ở giữa còn mặt trời xoay chuyển xung quanh theo cách nói này đơn vị thế giới là hệ ngân hà trung tâm của hệ ngân hà hiện nay các nhà khoa học phát hiện là một hắc động cực lớn nghĩa là núi tu di trong kinh phật nói hắc động này sức mạnh vô cùng lớn Đến ánh sáng cũng bị nó thu hút vào. Nó có sức hút rất lớn. Sang năm, Đúng lúc Ngân Hà đối tệ. Đây là một hiện tượng thiên văn, Cũng rất khó gặp được. Đại khái, Phải hơn hai vạn năm, Mới gặp được một lần. Trung tâm Ngân Hà, mặt trời địa cầu sắp thành một đường thẳng đây là ngày xưa người maya lâu ngày quan sát được lúc đó họ chưa có máy móc nhưng họ đối với thiên văn rất quen thuộc mà quan sát rất tinh vi vấn đề này nó có tính chu kỳ một đơn vị là một hệ ngân hà một tiểu thiên thế giới là một ngàn hệ ngân hà lại lấy một ngàn hệ ngân hà này làm đơn vị là một tiểu thiên thế giới một ngàn tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới một ngàn đại thiên thế giới Vì nó có tiểu thiên, trung thiên, đại thiên Nên gọi nó là tam thiên, đại thiên thế giới Trên thực tế là một đại thiên thế giới Có bao nhiêu hệ ngân hà Một ngàn nhân một ngàn lại nhân một ngàn là mười ức Mười ức hệ ngân hà Là khu vực giáo hóa của Đức Thế Tôn là nơi Ngài giáo hóa Rất lớn Nếu tự hệ Ngân Hà lớn như vậy để xem Thì chữ số này không lớn Chỉ mới một vạn hai ngàn ức nào do thà chúng sanh được pháp nhãn Nghĩa là chứng sơ quả Nghe Đức Phật giảng kinh này Họ chứng được quả tu đà hoàng hai mươi ức chúng sanh hai mươi ức là ít rất ít được quả ana hàm ana hàm là tam quả tam quả của tiểu thừa sáu ngàn sáu trăm tỳ kheo các lậu đã tận tâm được giải thoát đây là chứng a la hán cho thấy càng đi lên nhân số càng ít còn hàng chứng sơ quả nhiều vô cùng Đây là Nghe kinh đạt được lợi ích giai đoạn thứ nhất Trước tiên nói đến tiểu thừa Bên dưới Đưa ra một vấn đáp Cũng là của cổ nhân hoặc hỏi nghe kinh điển đại thừa vô thượng này vì sao được lợi ích của pháp tiểu thừa tình ảnh sớ nói tình ảnh là pháp sư huệ viễn người thời nhà tuy tên hoàn toàn giống với đại sư huệ viễn khai sáng pháp môn tịnh độ ở núi lô sơn vào thời đồng tấn chúng ta gọi là sơ tổ ngài tịnh ảnh cũng gọi là huệ viễn nhưng là người nhà tùy nên trong phật giáo gọi ông là tiểu huệ viễn quý vị nhìn thấy tiểu huệ viễn tức là gọi đại sư tịnh ảnh tịnh ảnh là tên chùa suốt đời ngài ở chùa tịnh ảnh người đời sau tôn xưng ngài không xưng danh cũng không gọi tự của ngài mà gọi là tịnh ảnh nơi ngài ở gọi là pháp sư tịnh ảnh đây là cách xưng hô cung kính nhất pháp sư huệ viện nói chúng sanh tiểu thường Nghe nói ta bà uế ác đáng chán. Nghe Đức Thế Tôn giảng kinh nói về lục đạo. Tam giới lục đạo. Lục đạo là cõi uế. Chúng sanh ở trong này rất đau khổ. Ba khổ, tám khổ đều là nói đến thế giới này nếu thực sự hiểu được thâm tâm viễn ly không muốn tiếp tục ở lại đây nữa có thể rời xa chăng có thể xa rời lục đạo liền sanh đến tứ thánh pháp giới tứ thánh pháp giới là cõi tịnh của đức thế tôn tương đương với cõi phương tiện hữu dư của thế giới cực lạc quý vị xem thế giới cực lạc có cõi Phạm thánh đồng cương có cõi phương tiện hữu dư cõi phạm tánh đồng cư là lục đạo nhưng thế giới cực lạc chỉ có hai đường bốn đường khác không có tức là không có ngạ quỷ địa ngục súc sanh cũng không có a tu la cõi đồng cư của thế giới cực lạc chỉ có người và trời chỉ có hai cõi này đây là điểm không giống với các thế giới khác. Đây là bổ nguyện công đức của Phật A Di Đà thành tựu nên. Phát nguyện, phát nguyện cần phải thực hiện. Sau khi ngài phát nguyện, đã dùng thời gian năm kiếp tu hành. Mỗi nguyện đều thực hiện. Thế giới cực lạc từ đâu mà có? Là do công đức 48 nguyện và năm kiếp tu hành của Phật A Di Đà thành tựu nên. Do vậy mà có. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thế giới này của chúng ta có chăng? Có. Một người nếu tu thuần thiện, tâm địa thuần tịnh thuần thiện. Thì người này tương lai sẽ được sanh lên cõi trời cảnh giới sinh hoạt trên cõi trời cũng không cần thiết kế không có người thi công mà tự nhiên biến hiện ra đây là nguyên nhân gì do công đức thuần tịnh thuần thiện thành tựu nên như hóa lạc thiên tha hóa tự tại thiên vậy cùng một đạo lý nếu quý vị tạo tội ngũ nghịch thập ác tâm địa và hành vi của chúng ta ác trượt cùng cực cái ác đó cũng có thể biến hiện ác nghiệp này biến hiện thành tựu nên điều gì biến hiện ra địa ngục vô dáng địa ngục cũng là hóa sanh là do nghiệp lực của chính ta biến hiện ra không có ai thiết kế cũng không có ai kiến tạo nên không liên quan gì đến vua diêm la không liên quan đến phật bồ tát cũng không liên quan chút nào đến thượng đế mà là do nghiệp bất thiện của chính mình biến hiện ra nguồn cội chính là như vậy ở thế gian chúng ta thiên đường và địa ngục cũng như vậy Chúng ta sẽ không còn hoài nghi đối với sự hình thành của thế giới cực lạc Nó là công đức chân thật của đại nguyện đại hạnh sở tạo nên Cho nên, tiểu thừa biết được tình huống tam khổ Bác khổ trong lục đạo Không muốn ở trong này chịu khổ thêm tiếp tục trôi lăn trong luân hồi họ nghe kinh này vì tâm lượng không lớn nên có thể xa rời lục đạo là họ đã rất mãn nguyện xa rời lục đạo đã cảm thấy rất vừa lòng cho nên họ thoát đi lục đạo sanh đến tứ thánh pháp giới chính là như vậy cảnh hưng cũng nói đại chúng nghe nơi này uế ác đáng ghét nên chứng được quả thanh văn họ chứng được là tiểu quả thanh văn chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới đoạn tiếp theo là đại thừa được lợi ích đại thừa và tiểu thừa trên thực tế tâm lượng họ khác nhau chí hướng khác nhau tâm của đại thừa lớn chí hướng cao xa nên lợi ích đạt được không giống nhau. Chúng ta xem kinh văn. Tứ thập ức Bồ Tát. Ừ vô thượng Bồ đề, trú bất thoái chuyển. Dĩ hoàng thể công đức nhi từ trang nghiêm. Đây là Bồ Tát chứng được bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển ở đây là Bồ Tát a duyên việt trí trong kinh hoa nghiêm là từ sao trụ trở lên cho đến đẳng giác đều gọi là bất thoái chuyển đoạn bên dưới nhị thập ngũ ức chúng sanh đắc bất thoái nhẫn tứ vạn ức na do tha bách thiên chúng sanh ư ừ, vô thượng bồ đề vị tằng pháp ý kim thị sơ pháp chủng chư thiện căn nguyện sanh cực lạc kiến a di đà phật giai đường vãng sanh bỉ như lai độ các ư dị phương thứ đệ thành phật đồng danh diệu âm như lai tịnh độ tông mười mấy năm lại đây quy y tam bảo, pháp danh trên phải quy y đều dùng diệu âm, diệu âm là từ đây mà ra. Đức Phật thọ ký cho đại chúng, chúng sanh ở thế giới chúng ta, tương lai vãng sanh thế giới cực lạc, ở đó tu hành thành Phật. Đến các thế giới khác thị hiện, thành Phật độ chúng sanh đều gọi là diệu âm Như Lai. Diệu âm nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật Cư sĩ là niệm Phật thành Phật Cho nên hiện nay trên phái quy y của chúng ta Đều dùng diệu âm Phù hợp nhân quả Bây giờ là cư sĩ diệu âm Tương lai là diệu âm như lai Pháp danh này từ đây phát sanh ra chúng ta xem chú giải của cụ hoàng niệm tổ hữu đoạn đoạn kinh văn bên phải là chỉ nghe pháp đạt được lợi ích của pháp đại thừa đây là hàng căn tánh đại thừa khác với ở trước không thoái chuyển công đức thiền căn tu được ngày càng tăng tiếng họ chỉ có tiếng chứ không thoái càng không thoái thất chuyển biến họ không bị thoái tâm cũng không bị thay đổi câu này rất quan trọng nên biết những gì Đức Thế Tôn tuyên giảng cho chúng ta là tám vàng bốn ngàn pháp môn Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Nhất định phải ghi nhớ Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử Đây là biểu diễn có tính tượng trưng 53 vị thiện tri thức đều là cổ Phật tái lai. Và Pháp Thân Đại Sĩ biểu diễn cho chúng ta thấy. Biểu diễn điều gì? Nam, nữ, già, trẻ, các ngành, các nghề. Tất cả đều hành Bồ Tát Đạo. Đều đang học Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Học ở đâu? Học ngay trong cuộc sống hàng ngày Trong cuộc sống hàng ngày Hành thiện là Phật Pháp Chỉ cần nhập vào cảnh giới Phật Không có gì không phải Phật Pháp Bất thiện cũng là Phật Pháp Quý vị xem Sự ngu si của bà La Môn thắng nhiệt Đây là tham sân si Ông ta làm điều ngu si cam lồ hỏa vương sơn nhuế phạt tô mật đa nữ dâm dục cô ta là một kỹ nữ ngành nghề nào cũng đều là bồ tát chúng ta mới biết trong pháp đại thừa nói pháp nào không phải phật pháp các pháp đều là Phật pháp. Vấn đề là ta ở trong tất cả pháp thực sự làm được không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Như vậy có được chăng? Được. Trong cảnh giới này, tâm thanh tịnh tịch diệt, sanh vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Huống gì thanh tịnh bình đẳng giác. Vì thế mọi việc bất luận điều gì, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện riêng tư hay là việc của đại chúng xã hội, ta đều xử lý một cách viên mãn. Tận thiện tận mỹ đây là phật pháp nếu không phải cảnh giới này chúng ta học nó làm gì đến cảnh giới này mới gọi là người viên mãn thuyết pháp không có pháp nào không viên mãn viên tu viên chứng phật pháp rất linh động Người bây giờ nói học và áp dụng một cách linh hoạt Sinh động hoạt bát Không phải người thường có thể tưởng tượng được Quý vị đến Đôn Hoàng Tôi từng đến Đôn Hoàng Từng thấy một số hình ảnh Những điều khắc hội họa Trong thạch động ở Đôn Hoàng Là nói về Đức Thế Tôn đang giảng kinh thuyết pháp đại chúng nghe kinh trên không trung là gì không trung là nhạc trời thiên nữ đang ca múa cúng dường đại chúng đây là đại thừa quý vị nói pháp hội này trang nghiêm phiên mãn biết báo Trong lịch sử chúng ta thấy Mã Dung thời nhà Hán Chắc là học được điều này Khi dạy học Ông kéo một tấm màn Sau tấm màn Là ban nhạc nhà ông nuôi Trong đó Đang đàn cầm Diễn tấu Ông vừa thưởng thức Vừa dạy học người được chân truyền của mã dung là trịnh huyền trịnh huyền ở trong hội của mã dung ba năm nhất tâm nghe giảng học hành sao rèm các cô gái đang diễn tấu ông chưa từng nhìn đến một lần vẫn như như bất động bởi thế trong lòng mã dung có dự định ông nói học vấn một đời của ta đứa bé này đã học hết tất cả mà ông còn dự đoán người học trò này tương lai còn hơn cả ông ông ta còn tâm đố kỵ không muốn có người hơn mình người thầy này liền khởi tâm bất thiện muốn hại làm khó trịnh huyền Nhưng trịnh huyền rất thông minh Rất có trí tuệ Có thể nhận ra được Cho nên hết khóa Học thành tựu là lập tức ra đi Người thầy dẫn theo hơn 100 học trò Đưa tiễn trịnh huyền mười dặm đường mỗi người kính ba ly rượu câu chuyện ba trăm ly từ đây mà có chú trịnh huyền uống ba trăm ly rượu say rượu đương nhiên anh ta không biết gì nữa là cơ hội để hại anh ta không ngờ sau khi trịnh huyền uống xong ba trăm ly rượu không hề mất dù là lễ tiết nhỏ đúng là tử lượng cao thầy lý nói cho chúng tôi nghe câu chuyện này nếu mọi người đều có tử lượng như trịnh huyền thì không cần đến giới không uống rượu mà đức phật chế nữa ông ta uống không say Rượu là thuộc về giá giới Nó không phải tánh tội Là phòng ta phạm tội Nếu tửu lượng cao như trịnh khang thành Thì không cần đến điều luật này nữa Bởi thế Ông ra đi Khi ông ra đi Mọi người biết được tuyến đường ông đi Nên đến giữa đường Ông đổi qua đi đường nhỏ thông minh thật sự là vượt qua thầy tự của ông là khang thành gọi ông là trịnh khang thành còn tên là huyền trịnh huyền nhà nho lớn thời nhà hán hiện nay chú giải của thập tam kinh tam lễ gồm chu lễ nghi lễ lễ ký là do ông chú giải bởi vậy tập khí phiền não không dễ đoạn khi hiện tiền thật sự sẽ khởi tác dụng lúc đó phật pháp vẫn chưa truyền đến trung quốc bởi thế chúng ta nghĩ đến ngày xưa có rất nhiều trường hợp chúng ta xem tiếp đoạn văn bên dưới họ không thoái thức cũng không bị thay đổi thoái thức thoái tâm thay đổi trường hợp này không thể kể xiết quá nhiều quá nhiều chúng ta gặp phải trường hợp này phải dùng tâm bình thường để đối đãi. Vì sao vậy? Vì biết được thời kiếp chúng sanh luân hồi trong lục đạo quá lâu dài. Tập khí trong A La da rất nặng nề. Người không có công phu thật sự, có tâm lớn thật sự, nghĩa là tâm Bồ đề. Người thật sự phát tâm Bồ đề sẽ không thoái chuyển nhưng người thật sự phát tâm rất ít phát tâm bồ đề nghĩa là phát tâm vì tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà phục vụ đây là tâm bồ đề thật sự không có chính mình còn vì danh văn lợi dưỡng không phải là tâm bồ đề tâm bồ đề nhất định là vô ngã trong kinh Kim Cang nói Phá tứ tướng Phá tứ kiến là tâm bồ đề chân thật Phá tứ tướng vẫn chưa được Phải phá tứ kiến Tiểu thừa tu Đà Hoàng đã phá tứ tướng Phá tứ kiến là sơ trụ Bồ Tát Bồ Tát sơ trụ trong kinh Hoa Nghiêm Vô ngã kiến, vô nhân kiến Vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến lại tượng trưng cần hành tu tập như niệm phật bất thoái cần hành bất thoái bất thoái chuyển tiếng phạn là a bệ bạc trí trong kinh này gọi là a duy việt trí là một danh từ nhưng dịch khác nhau âm đều rất gần a duy việt trí a bệ bạc trí trong kinh này nói trú bất thoái chuyển Ở dưới lại nói được bất thoái nhẫn Đều căn cứ theo đường dịch Đây là nói về nguồn gốc của chữ này Là sự chú ý cẩn thận của cư sĩ Hạ Liên Cư Vì đây là hội tập không phải phiên dịch Hội tập nhất định phải dùng nguyên văn không được sửa đổi. Sửa là sai, không được sửa đổi. Vậy câu này từ đâu mà có? Là từ trong Đường dịch. Đối với Ngụy dịch, Ngụy dịch là bản của Khương Tăng Khải. Tức chỉ nói được bất thoái chuyển. Ông nói rất đơn giản. Tịnh ảnh sư sớ nói Tức là nghĩa sớ của tiểu huệ viễn Vô lượng thọ kinh nghĩa sớ Đại thừa chúng sanh Nghe oai đức Phật di đà rộng độ Nghe Đức Thế Tôn ở trong lần Pháp hội này Truyền giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc Giới thiệu thế giới cực lạc khi nghe xong liền cảm động, kiên tâm nguyện cầu. Hạ quyết tâm muốn cầu sanh tịnh độ, muốn thân cận Phật A Di Đà. Nên được bất thoái. Giống mạnh tin tấn, họ không thoái chuyển. Nghe kinh này được nhiều lợi ích thề muốn tế độ gọi là thề tự trang nghiêm bên dưới lại nói bên dưới là chú giải của cụ hoàng niệm tổ nghe tên cầu sanh tịnh độ chí nguyện kiên quyết nên được bất thoái thề nguyện muốn lợi tha phát đại thề nguyện Phổn độ chúng sanh trong tứ hoàng thề nguyện nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ tức là chỉ cho nguyện này nên gọi là công đức hoàng thể để tự trang nghiêm bốn chữ danh thể tự trang nghĩa là nên gọi công đức hoàng thể để tự trang nghiêm kinh này căn cứ đường dịch là trú bất thoái chuyển hàm nghĩa thâm sâu nhưng vẫn trích dẫn tịnh ảnh sớ Là chỉ người sơ bộ trong kinh này Vì Bồ Tát A Duy Việt Trí có 41 giai cấp Từ sơ trụ cho đến đẳng giác Đều gọi là A Duy Việt Trí Ý nghĩa trong sớ của Ngài Huệ Viễn Cạn Hơn là chư Bồ Tát Đường dịch là được bất thoái nhẫn, ý nghĩa sâu hơn. Đó là thập địa Bồ Tát. Nhưng tất cả đều có thể nói thông suốt, ý nghĩa đều bao hàm trong đó. Ở dưới nói bất thoái nhẫn, có 23 ước chúng sanh được bất thoái nhẫn. Nhẫn, thế nào gọi là nhẫn? Đại thừa Nghĩa chương cửu Cửu là quyển thứ 9 Trong quyển thứ 9 của Đại thừa Nghĩa chương nói Huệ tâm an pháp Gọi là nhẫn Trí tuệ Không phải phiền não Không phải phân biệt Không phải chấp trước Là trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh Quyển thứ 11 lại nói An trú trong Pháp thật tướng gọi là nhẫn Đây là Đại Thừa Nghĩa chứ, Ở trước là quyển thứ 9 Đây là quyển thứ 11 Có hai câu nói như vậy Đối với Pháp thật tướng Pháp là tất cả Pháp khi ngài huệ năng khai ngộ nói rằng đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp pháp ở đây nghĩa là vạn pháp có thể ở trong tất cả pháp thấy được thật tướng an trúng tâm trên thật tướng gọi là nhẫn nhẫn nghĩa là thừa nhận là khẳng định thực tướng là gì là chân tướng chân tướng là gì chân tướng là vô sở hữu tất cánh không chân tướng của tất cả pháp là bất khả đắc trong kinh đại bác nhã nói tất cả pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc đây là chân tướng mấy năm lại đây Chúng ta thấy Đối thoại của Đức Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc Trong Pháp Uyển Châu Lâm Quyện thứ 8 đoạn sau cùng Đối thoại này ở đoạn sau cùng quyển thứ 8 của Pháp Uyển Châu Lâm Quý vị vào đó xem sẽ thấy Đức Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc Tâm hữu sở niệm Trong tâm phàm phù khởi một ý niệm Có mấy niệm, mấy tướng, mấy thức Đây là hỏi về ý niệm này Chúng ta cảm thấy có ý niệm Trong ý niệm này có mấy niệm Có mấy tướng, có mấy thức một đàn chỉ khoảnh. Bồ Tát Di Lặc đáp rằng là một cái khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị, 10 vạn. 32 ức nhân 10 vạn là 320 triệu. Một cái khẩy móng tay có 320 triệu niệm. Ngài Quệ Năng nói là năng sanh vạn pháp. Một khẩy móng tay này nghĩa là 320 triệu ý niệm. Niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Thức niệm cực kỳ vi tế, không thể nắm giữ được. Ta sao không nắm bắt được nó? Vì sao vậy? Vì thời gian nó tồn tại. Nếu như bây giờ ta dùng dây để làm đơn vị, một dây trên 1.600 triệu ý niệm, như vậy làm sao ta nắm bắt được? Không nắm bắt được nó Nên gọi là không thể nắm giữ Là có thật không phải không có Vấn đề này Đức Phật thấy rõ Ngài từng nói từ bát địa trở lên thấy được Tức bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác Năm địa vị này đều nhìn thấy Nhìn thấy điều gì? Nguồn gốc của vũ trụ Cội nguồn của vạn pháp Đồng thời với cội nguồn sanh mạng của chúng ta Không thể nói một sát na Một sát na quá dài Trong kinh Phật nói nhất niệm Nói rất hay Đường xứ Đường xứ xuất sanh Đường xứ diệt tận trong kinh lăng nghiêm đức phật đã nói như vậy đây là thật tướng nếu có thể an trú tâm trên thật tướng như vậy là bất động nghĩa là không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trước gọi là nhẫn là định trụ đây mới là chân thật tướng của tất cả pháp ví dụ như vô sanh pháp nhẫn Tất cả Pháp vốn không có sanh Vốn không có gì Tốc độ nó quá nhanh Sanh diệt hình như là cùng một lúc Có sanh diệt chăng? Có sanh diệt Nếu không có sanh diệt Thì gọi là vô sanh vô diệt Như vậy không phải là lời nói dương thừa ư Thật sự có sanh diệt Không phải không có sanh diệt Thật sự có sanh diệt Nhưng không có cách nào nắm bắt được sự sanh diệt này Ta không nhận ra được nó có sanh diệt Niệm này nối tiếp niệm kia Niệm trước diệt, niệm sau lập tức sanh Ta hoàn toàn không có cách nào nắm giữ được nó Định công của bác địa trở lên mới thấy rõ được Thấy minh bạch được Bởi vậy khoa học và triết học đều không cần học Bản thân ta vốn đầy đủ phiên mãn khoa học và triết học không phải ở bên ngoài. Những gì phát hiện được từ bên ngoài đều không đáng kể. Thứ vô ích không có giá trị. Khoa học và triết học thực sự cứu cánh viên mãn đều trong tự tánh chúng ta, không ở bên ngoài. Căn cứ đại trí độ lượng giải thích về phương pháp chân lý an trú của vô sanh mà không động tâm đây gọi là nhẫn cho thấy nhẫn tức an nhẫn đối với lý quyết định không thay đổi tâm niệm theo điều này có thể thấy bất thoái nhẫn tức lý an trú của bất thoái mà ý niệm không thay đổi tức niệm niệm đều không thoái chuyển nên tương đương với niệm bất thoái của ba loại bất thoái ba loại bất thoái này nghĩa là vị bất thoái vị thứ tu được sẽ không bị thoái chuyển tu đà hoàng là đạt được vị bất thoái Thứ hai là hành bất thoái Không thoái thất đối với những hành pháp tu được Đây là Bồ Tát Bồ Tát sẽ không thoái chuyển lui tiểu thừa Tiểu thừa giải thoái tâm Thấy điều gì chúng sanh quá khó độ Không nghe lời Độ chúng sanh quá khổ họ thoái tâm không làm nữa, thoái lui tiểu thường, không làm Bồ Tát. Bồ Tát quá gian nan, thoái chuyển lui nhị thừa, nên hành bất thoái là Bồ Tát. Niệm bất thoái, địa vị này rất cao, niệm niệm, đây là nhất niệm phi tế mà Bồ Tát Di Lặc nói, niệm niệm bất thoái. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Niệm niệm bất thoái, như trong thiền tông nói. Minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, kiến tánh thành Phật. Là cảnh giới này, đây là pháp thân Bồ Tát có niệm nhưng bất thoái. Đây gọi là tam bất thoái. Quán kinh Diệu tông sao? Diệu tông sao là chú giải của đại sư Trí Giả, tông Thiên Thai nếu phá kiến tư gọi là vị bất thoái trên thực tế phá kiến hoặc là bất thoái chuyển phá kiến tư là a la hán đây là vị bất thoái tức vĩnh viễn không bớt quả vị siêu phàm chỉ giả có vĩnh viễn siêu suốt đối với phàm phu chính là ý này trong ngoặc đơn ở dưới giải thích rất rõ ràng chế phục đoạn tận trần sa gọi là hành bất thoái tức vĩnh viễn không mất hành bồ tát họ không bị thoái đến nhị thường phá vô minh nghĩa là không khởi tâm không đồng niệm tức không mất trung đạo chánh niệm. Người như vậy sanh về thế giới Tây Phương cực lạc là đến cõi thật báo trang nghiêm. Bởi thế, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm mới viên chứng tam bất thoái, chứng được viên mãn, đây là Pháp thân đại sĩ. Kim Những gì bây giờ trong kinh nói, bất thoái nhẫn, chỉ an trụ vào lý của thật tướng Niệm niệm không thay đổi Tức là niệm bất thoái Niệm bất thoái tức là Pháp thân Bồ Tát Trú bất thoái chuyển Lấy công đức hoàn thệ mà tự trang nghiêm Tức tương đương với hành bất thoái Bồ Tát nghe kinh căn cơ bất đồng Nên lợi ích nghe Pháp đều có cao thấp khác nhau Giải thích này quá hay Thính chúng căn tính khác nhau Đều là nghe Phật thuyết Pháp Nhưng lợi ích thì cao thấp không tương đồng Căn cơ sâu dày được lợi ích lớn Được niệm bất thoái Căn cơ thấp kém cũng có thể được vị bất thoái đây là được Bồ Tát bất thoái chuyển Ngày nay người mới phát tâm Phát tâm Bồ Đề Quá khứ chưa từng phát tâm Bồ Tát Hiện nay nghe kinh này liền phát tâm Bồ Đề Phát tâm cuối cùng không có hai Hai tâm như vậy, tâm trước khó Hai câu này trong kinh đức phật từng nói tổ sư đại đức dẫn chứng rất nhiều nên trong tất cả các kinh số người phát tâm bồ đề trong rất nhiều kinh đều có như vậy bồ tát đã phát đại tâm lại làm các điều thiện chúng thiện ở đây chúng ta có thể nói như vậy nhất tâm chuyên niệm a di đà phật nghĩa là làm các điều thiện Vì niệm Phật là thiện trong các điều thiện Không có gì thiện hơn Nguyện sanh cực lạc Đều được vãng sanh thấy Phật Lại đối với các phương trước sau thành Phật Đồng gọi là diệu âm như lai Đây đồng nghĩa là thọ ký cho chúng ta Chúng ta tương lai đến thế giới cực lạc thành Phật Đều gọi là diệu âm như lai có lần tôi đọc kinh này, đọc đến đây thì đang ở Mỹ. Lần đó cùng một lúc có hơn 100 người đến xin quy y, không kịp đặt pháp danh. Tôi liền nghĩ đến kinh này, thôi thì chúng ta dùng cùng một tên, cùng tên Diệu Âm Như Lai. Bây giờ chúng ta dùng cùng tên cư sĩ Diệu Âm. Diệu Âm là từ đây mà có. Nên tên này không phải là tôi đặt, là Đức Thế Tôn đặt cho chúng ta. Chúng ta xem tiếp theo Đoạn bên dưới là Phổ ký thập phương Thật sự đã thọ ký cho chúng ta Phục hữu thập phương Phật sát Nhược hiện tại sanh Cập vị lai sanh Kiến A-di-đà Phật giả Các hữu bát vạn câu chi Na do tha nhân Được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề bị trừ hữu tình giai thị a di đà phật túc nguyện nhân duyên cầu đắc vãng sanh thế giới cực lạc trong đoạn kinh văn này có hai đoạn nhỏ đoạn trước là Thọ ký pháp nhận Đoạn sau là Túc nguyện được sanh Trong đời quá khứ kết thiện duyên với Phật A-di-đà Đây là túc nguyện vạn sanh Đoạn bên phải nói rõ Mười phương chúng sanh đầy đủ nhân duyên không thể không có duyên phải kết nhân duyên kết pháp duyên với tất cả chúng sanh tất cả đều được lợi ích thọ ký phật a di đà thành phật phàm là chúng sanh đời trước có nhân duyên với phật có nhân duyên nghe bộ kinh này Phật đều thọ ký. Trong hội này, Đức Thế Tôn thay cho Phật A Di Đà thọ ký cho mọi người. Ngày nay chúng ta ở đây gặp được bộ kinh này, trong đời trước chúng ta có duyên với Phật A Di Đà. Ngày nay Đức Phật thọ ký có cả chúng ta ở trong đó không phải không bao gồm chúng ta bởi thế ở đây vô cùng thân thiết bên phải nói rõ chúng sanh có duyên trong mười phương đều được lợi ích thọ ký mọi người phổ biến đều được thọ ký đức phật thọ ký cho chúng sanh đời tương lai thành phật Được Pháp nhẫn Thọ Ký thành Vô Thượng Bồ Đề Thành Vô Thượng Bồ Đề nghĩa là thành Phật Đây là Thọ Ký đời tương lai sau thành Phật Tên Thọ Ký có bốn loại Thứ nhất, Thọ Ký cho người chưa phát tâm Bồ Đề Thứ hai, là Thọ Ký cho người đã phát tâm Bồ Đề Thứ ba, là âm thầm Thọ Ký Người ta được nghe nhưng người ta không biết. Thứ tư là hiện tiền thọ ký. Bốn loại này bất luận ta được loại nào đều gọi là thọ ký. Được thọ ký pháp nhẫn, được thọ ký ý nghĩa giống như trước đã nói. Pháp nhẫn tức tam nhẫn trong nguyện thứ 48 của Phật A Di Đà ngụy dịch là đệ nhất đệ nhị đệ tam pháp nhẫn cũng tức là trong kinh này nói âm hưởng nhẫn nhu thuận nhẫn vô sanh pháp nhẫn được phật thọ ký chứng nhập vô sanh thành vô thượng chánh pháp người như vậy gọi là được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề đều là túc nguyện nhân duyên của Phật A Di Đà. Như Đường Dịch nói, tám vạn ước na do tha chúng sanh được thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề. Câu này là kinh văn trong Đường Dịch. Chúng ta phải nhớ trong hội này chúng ta ngày nay cũng có trong đó. Tất cả đại chúng trong ngày hôm nay nhân duyên vô cùng sâu sắc chúng ta đều là những người trong hội thọ ký trong bốn loại thọ ký này có một loại là loại thứ nhất thọ ký cho người chưa phát tâm bồ đề câu này không dễ hiểu lắm câu này hình như không thấy chúng giải nói đây là gì đây là đức thế tôn thọ ký cho hết thảy chúng sanh nghe nói tất cả chúng sanh vốn là phật không phải đều đã được thọ ký sao tất cả chúng sanh vốn là thành phật câu nói này đều là đức phật nói trong kinh điển đại thường đây là thọ ký cho chúng sanh chưa phát tâm bồ đề tất cả đều được thọ ký không có ai không được những gì ngài nói là lời chân thật không phải giả dối các bậc thánh nhân ngày xưa cũng rất đáng nể tuy không nói đến phật nhưng cổ nhân nói tánh người vốn thiện đây đều là thọ ký cho hết thảy mọi người chúng ta tánh người vốn thiện thiện ở đây không phải thiện của thiện ác thiện này chính là như Đức Phật nói, thành Phật là Phật. Người xưa gọi là Thánh Nhân, Hiền Nhân, người người đều là Thánh Nhân, người người đều là Hiền Nhân. Quý vị xem, tánh tương cận tập tương viễn. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh giống nhau, nhưng tập khí không giống nhau. Bản tánh vốn thiện, tập tánh bất thiện do đó giáo dục vô cùng quan trọng bất cứ quốc gia dân tộc nào trên toàn thế giới vấn đề này đều không thể sánh bằng trung quốc ngày xưa ngàn vạn năm trước cổ nhân đã biết bởi vậy họ rất coi trọng giáo dục có trí tuệ giáo dục có phương pháp giáo dục Có kinh nghiệm giáo dục của ngàn vạn năm Có hiệu quả giáo dục Toàn thế giới tìm không có một đất nước thứ hai Phát minh văn tự chỉ có 4.500 năm Thời đại hoàng đế phát minh ra Không thể nói Không có văn tự là không có văn hóa Không thể nói như vậy Không có văn tự nhưng có văn hóa Tiền thân của Ấn Độ giáo chính là Bà La Môn giáo. Lịch sử của Bà La Môn giáo, họ nói với tôi, tôi có giao tiếp với họ. Có 13.000 năm. Tôi liền nghĩ đến truyền thống văn hóa xưa, tuyệt đối không chỉ là 13.000 năm. Ít nhất cũng bằng họ, chứ không ít hơn họ quý vị thử nghĩ xem không có văn tự là truyền miệng truyền từ đời này qua đời khác tinh túy của văn hóa xưa có bốn điều bốn khoa ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức bốn khoa này truyền mười vạn năm cũng không sai vì nó quá đơn giản Ngũ luân hai mươi chữ Có thể truyền sai được sao Phụ tử hữu thân Phu phụ hữu biệt Quân thần hữu nghĩa Trưởng ấu hữu tự Bằng hữu hữu tính Tôi tin rằng truyền mười vạn năm Cũng không truyền sai Không cần nhớ Ngũ thường thì có năm chữ Nhân lễ nghĩa trí tính Quý vị xem có thể sai được không Tiểu duy là lễ nghĩa liêm sĩ Bác đức là hiếu để trung tính nhân ái hòa bình không thể truyền sai khổng tử đã đem những gì cổ nhân truyền lại dùng văn tự để viết thành sách đây là cương lĩnh chung của truyền thống văn hóa tử thư thập tam kinh chưa từng tách rời nó Thậm chí là tứ khố toàn thư biên soạn thời càng lâu cũng không rời nó. Nó là cường lĩnh chung, nguyên tắc chung. Nếu như hoàn toàn thực hành nó, chính là cách trị đại đồng. Ngày xưa từng thực hiện nó. Không phải lý tưởng, từng làm được. càng về sau dần dần hình thành tự tư tự lợi từ tự tư tự lợi hình thành nên phật dục nên đạo đức ngày càng đi xuống khi đạo không còn dùng đức đức không còn thì dùng nhân nhân mất đi thì có nghĩa nghĩa mất về sau dùng lễ nếu như lễ cũng mất thì thiên hạ đại loạn đây là cổ nhân nói không sai chút nào thời nhà thanh mất dân quốc thành lập không cần đến lễ cho nên tạo thành xã hội hôm nay tạo nên vấn đề trên trái đất ngày nay lễ không còn nữa phải khôi phục hiện nay mọi người đều muốn xã hội an định thế giới hòa bình làm sao để khôi phục nếu khôi phục đạo và đức quá cao chắc chắn không thành tựu được phải khôi phục lễ khôi phục lễ xong mới khôi phục nghĩa khôi phục nghĩa rồi mới đến khôi phục nhân khôi phục nhân mới đến khôi phục đức tiếp đến khôi phục đạo phải tuần tự tiến lên từng bước như vậy ngày nay chúng ta khôi phục được lễ lễ tức là giới luật quy củ của phật giáo làm người phải có quy củ làm người phải giống như một con người ba nền tảng của nho thích đạo đều thuộc về lễ đệ tử quy của nho giáo là căn bản của lễ không có đệ tử quy lễ đâu ra không có căn bản của đạo giáo là cảm ứng thiên nền tảng của nhân quả phải biết có nhân quả nền tảng của phật giáo là thập thiện nghiệp đạo chúng ta nỗ lực làm ba nền tảng này thật sự có thể phổ cập trên toàn thế giới chúng ta gọi là nền giáo dục phổ thế triển khai nền giáo dục này thì xã hội an định thiên hạ thái bình nhanh nhất cũng phải ba thế hệ sau nếu chậm một chút phải đến năm thế hệ hay nói cách khác một trăm năm sau đến một trăm hai mươi năm sau thì mới có thể thấy được hiệu quả chúng ta suy phái từ từ thì cũng dần dần đi lên lập tức phục hưng là điều không thể được quý vị xem tổ sư đạt ma truyền thiền tông đến trung quốc lương võ đế không hiểu phật pháp tuy ông ta là đại hộ pháp của phật giáo nhưng ông ta không thực sự hiểu phật pháp ông chỉ tu phước đức chứ không biết công đức Ông đã làm cho Phật giáo không biết bao nhiêu việc Xây chùa đều là những ngôi tự viện có quy mô 480 ngôi chùa Lấy sức mạnh của quốc gia Độ hơn 10 vạn người xuất gia Bởi vậy ông rất tự hào cho rằng công đức mình rất lớn Khi tổ sư Đạt Mà đến ông liền khoe với ngài con làm cho phật giáo nhiều việc như vậy công đức của con có lớn không tổ sư đạt ma rất thật thà trả lời ông một câu không có công đức ông vừa nghe như vậy lập tức nổi giận tiến khách không nói nữa tiến khách đi nếu ông hỏi phước báo của ông lớn chăng thì Tổ sư Đạt Ma sẽ nói rất lớn, rất lớn Vì ông ta tu là phước báo Vì sao vậy? Vì ông chấp tướng Chấp tướng liền biến thành phước báo Lì tướng là công đức Ông ta chấp tướng Thích kể công Nên ta chỉ có phước báo không có công đức Khi chết, ông không đến được thế giới cực lạc chắc là trên trời đau lợi phước báo ông tu được có thể đến trời đau lợi công đức và phước đức khác nhau về sự không khác nhau nhưng về tâm thì có sai biệt một bên là lìa tất cả tướng một bên là chấp tướng bởi vậy chúng ta và phật a di đà đời quá khứ có nhân duyên nay gặp lại ngày nay trong hội này tất cả đều được thọ ký đức phật vô lượng thọ này ngày xưa lúc hành bồ tát đạo chúng hữu tình thuần thục đều được sanh về thế giới cực lạc hay nói cách khác Ngày nay, những người đồng tu như chúng ta được thọ ký. đều được sanh về thế giới cực lạc. Không sót một người nào. Quý vị phải thấy rõ ràng đều được sanh. Quý vị nhất định được vãng sanh khi nào? Không nhất định. Có người sớm, có người trẻ. Nếu y giáo phụng hành theo kinh này, y giáo phụng hành thì đời này được vãng sanh. Nếu như còn lưu luyến thế gian này, chưa muốn đi, vậy thì đời sau kiếp sau. Đây là gì? Là thọ ký cho người chưa phát tâm Bồ đề. chúng ta xem tiếp phần sau. Tất cả pháp từ nhân duyên sanh. Như vậy chúng sanh trong đời quá khứ được gặp Phật Di Đà khi còn ở nhân địa. Nhờ nghe giáo huấn, thiện căn thuần thục. Đó là thiện duyên thù thắng vô thượng. đây không phải phật a di đà thành phật kiến lập thế giới cực lạc mà từ lâu xa về trước khi còn ở nhân địa từ trên bộ kinh này đức thế tôn giới thiệu cho chúng ta về lịch sử của thế giới cực lạc lịch sử bao lâu xa hơn thì không cần nói chỉ bắt đầu nói từ đời này từ khi ngài phát bốn mươi tám nguyện ngài là một vị quốc vương đương thời thế gian tự tài vương trú thế ngài cảm động khi nghe phật giảng kinh thuyết pháp liền từ bỏ vương vị để xuất gia thành tỳ kheo pháp tạng làm vua tên là thế như phương chúng ta nghe đến tên này ngài trị đất nước này chắc chắn là cách trị đại đồng thật hiếm có sau khi xuất gia phát 48 lời nguyện khi đã phát nguyện Ngài tu hành năm kiếp Từ khi thế giới cực lạc Thành tựu đến nay là 10 kiếp Thêm năm kiếp tu hành nữa là 15 kiếp 15 kiếp trước di đà ở nơi nhân địa Bây giờ chúng ta nghe ở đây nói Gặp được di đà khi ở nơi nhân địa Chắc là 15 kiếp về trước Chúng ta đã từng được Phật A Di Đà từng kết duyên. Gặp tức là tư ngộ, nhờ được nghe giáo huấn thâm sâu. Lúc đó, ngài là người tu hành Thiện căn của chúng ta là chủng tử được trồng từ lúc đó. bây giờ đã thuần thục là thắng duyên thù thắng vô thượng thế nào gọi là thuần thục ngày nay có nhân duyên được nghe bộ kinh này biết được câu chuyện của phật a di đà cảm nhận một cách sâu sắc lúc tỳ kheo pháp tạng phát nguyện phát 48 nguyện Mỗi nguyện đều là vì chúng sanh Không có vì mình Năm kiếp tu hành công đức viên mãn Thành tựu nên thế giới cực lạc Đây là đại nguyện vọng của Ngài thế giới cực lạc đã thành tựu. Tiếp dẫn những chúng sanh có duyên đời trước, trong mười phương, tất cả đều đến thế giới cực lạc. Nghe Ngài giảng kinh dạy học Ở thế giới cực lạc, Ngài dạy học không gián đoạn. Bây giờ chúng ta biết tình hình sinh hoạt của người ở thế giới cực lạc. Mỗi ngày đều học tập. Vì sanh đến thế giới cực lạc, mặc dù là cõi phàm thánh đồng cư, đều được oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Tất cả đều làm Bồ Tát A Duy vị trí. Cõi phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vạn sanh, cũng là Bồ Tát A Duy Việt Trí, quả là tuyệt vời. Tất cả kinh điển mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm, không có nói như vậy, chỉ có ở thế giới cực lạc. Thân họ đạt được là thân pháp tánh. Thế giới cư trú là cõi pháp tánh. Hoàn toàn khác với thế giới chúng ta. Chúng ta đây là pháp tướng, nếu quý vị tham nhập Đại Thừa sẽ hiểu Pháp tánh và Pháp tướng không giống nhau Pháp tánh là thật, Pháp tướng là giả Pháp tướng như thế nào? Nó biến hóa trong từng sát na Nghĩa là như Bồ Tát Di Lạc nói Một khẩy móng tay biến hóa bao nhiêu lần? 320 triệu lần biến hóa Một giây có bao nhiêu lần biến hóa? Là 1.600 triệu lần biến hóa đây là pháp tướng pháp tánh pháp tánh không có biến hóa không có biến hóa là thật gọi là nhất chân pháp giới thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới nên người sanh đến đó là hóa sanh không phải là từ nhỏ lớn dần lên từ nhỏ lớn dần lên sẽ có biến hóa nên sanh đến thế giới cực lạc thì thân tướng hoàn toàn tương đồng với thân của phật a di đà thần có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng tướng mạo mỗi người đều giống nhau thọ mạng vô lượng tướng mạo không thay đổi nghĩa là ở thế giới đó không có sanh lão bệnh tử họ là hóa sanh không có sanh lãng bệnh tử cây cỏ hoa lá thực vật không có sanh trụ dị diệt sơn hà đại địa không có thành trụ hoại không tất cả đều không có nên gọi là nhất chân pháp giới Đến đó học tập không gián đoạn, Đi đứng, ngồi nằm đều học Phật A Di Đà giảng kinh không gián đoạn. Việc vui nhất trong đời người là học tập. Câu đầu tiên trong luận ngữ nói: Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồn. Việc vui nhất là học tập, hoàn cảnh học tập khắp biến pháp giới hư không giới trong tất cả cõi nước chư phật thì phật a di đà là đệ nhất đây không những là đức thế tôn giới thiệu cho chúng ta mà mười phương chư phật đều khen ngợi nói cách khác mười phương chư phật đều đồng ý với điều đức thế tôn nói Điều này có thể sai được sao? Trong đời trước Chúng ta có nhân duyên với Phật Di Đà Đời này chúng ta chắc chắn vãng sanh Chúng ta hạ quyết tâm này Ngài đều biết Khi ta vãng sanh Ngài nhất định đến tiếp dẫn Chúng ta tuyệt đối không được nghi hoặc Nghi hoặc liền có tạp niệm Mất đi tính tâm như vậy sẽ bị thoái chuyển phật a di đà muốn đến tiếp dẫn cũng không được điều này quan trọng hơn tất cả là tính tâm kiên định bất thoái không thay đổi lại vì nhân duyên thọ giáo trong đời trước từng từ văn khởi tu từ tu sanh nguyện chánh tư chánh nguyện như vậy tức nhập vào tám thức tâm điền chắc chắn không tiêu gọi là thiện nhân thù thắng vô thượng thiện nhân này mỗi người chúng ta đều có ngày nay phật a di đà công viên giác mãn thành cứu cánh giác do đó nhân duyên đầy đủ thuần thục nhờ oai lực của phật nhiếp thọ đều được vãng sanh thế giới cực lạc cho thấy bồ tát thanh văn nhân thiên ở thế giới cực lạc đều đầy đủ vô lượng chính là biểu trưng vô lượng kiếp ở trong biển sanh tử khi phật a di đà còn ở trong nhân địa giáo hóa nhiếp thọ lục đạo chúng sanh quả thật vô lượng lục đạo chúng sanh trong tất cả cõi nước chư phật phật a di đà ở nơi nhân địa phát tâm bình đẳng không phải độ một thế giới ngài muốn độ tận chúng sanh khổ nạn trong cõi nước của chư phật khắp biến pháp giới hư không giới ngài phát nguyện này ngày nay đã thành tựu. Ngày nay ta đối với diệu pháp này Có thể nghe, có thể tin Chắc chắn là Di đà trong kiếp quá khứ Trong kiếp quá khứ Từng theo ta trong nê lê Nê lê là địa ngục Có thể chúng ta đọa vào địa ngục phật a di đà đến chăm sóc chúng ta giáo huấn ta đối với trong nhà lưỡng nhiếp thọ không từ bỏ không ngừng khuyên dạy không ngại cùng luân chuyển trong lục đạo đây là bi tâm vô lượng từ bi vô lượng chúng ta nên biết đức phật đối với chúng ta ân đức vô lượng vô biên vô tận tri ân mới biết báo ân không biết báo ân họ không biết ân ân đức của phật đối với chúng ta lớn biết bao đời đời kiếp kiếp không rời chúng ta từng giờ từng phút đều đang quan tâm chúng ta. Nhưng muốn ta hồi tâm đối với nhất niệm. Nhất niệm là gì? Nhất niệm là vô niệm. Nhất niệm là bản tánh. Nhất niệm là tự tánh. Nhất niệm tức thành Phật Ân đức vô cực Đây là bản tâm của chư Phật Như Lai Nhất niệm bất giác là phàm phu Nhất niệm giác là thành Phật Nhất niệm này là nhất niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói Là một giây trên một ngàn sáu trăm triệu niệm chỉ cần nhất niệm này bất động là viên mãn ân đức vô cực oai đức vô cùng vì ta phun bồi thiện căn chúng ta vô tri không biết không biết cảm ơn từ bi đối với chúng ta yêu thương đối với chúng ta chăm sóc đối với chúng ta giúp đỡ đối với chúng ta cha mẹ cũng không sánh bằng ngày nay may mắn được sanh dục tăng trưởng chú thích đến đây không cầm được nước mắt mấy câu này là cụ hoàng niệm tổ nói đời này may mắn sanh dục tăng trưởng có nhân duyên chú giải bộ kinh này chú thích đến đây cảm động rơi nước mắt của hoàng niệm tổn thực sự biết được ân phật biết được ân phật mới biết báo ân mời xem đoạn sau cùng nhĩ thời tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động tịnh hiện chủng chủng hy hưởng thần biến phóng đại quang minh phổ chiếu thập phương phục hữu chư thiên ư ừ hư không trung tác diệu âm nhạc xuất tùy hỷ thanh nại chí sắc giới chư thiên tất dài đắc văn tháng vị tàn hữu vô lượng diệu hoa phân phân nhi hàng tôn giả a à nan di lạc bồ tát thành văn thiên long bát bộ nhất thiết đại chúng văn phật sở thuyết giai đại khoan hỷ tính thọ phụng hành chúng ta xem chú giải của cụ hoàng niệm tổ hữu đoạn kinh văn bên phải Đây là điềm lành của trời đất Cũng nghĩa là nói lòng người chúng ta đã cảm động Sơn Hà Đại Địa cảm động Chư Thiên Thiện Thần cũng cảm động Bên phải biểu trưng Pháp hội viên mãn lại hiện tướng hy hữu đoan tướng hiện tiền kinh này hiện đoan tướng tức hiện phần tượng lại hiện chánh tông và lưu thông hiển lộ rõ ràng kinh này thật là sơ thiện trung thiện hậu thiện vàng đức viên mãn đức thế tôn giảng kinh có đoàn tướng nhưng phần tựa chánh tông và lưu thông đều hiện rất ít đoàn tướng đa phần là ở trong phần chánh tông có đoàn tướng Điềm lành này tương đồng với hoa nghiêm Phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông của kinh hoa nghiêm đều hiện đoan tướng Kinh này cũng như vậy Quả là không dễ Thật hiếm có Cô Hoàng Niệm Tổ đã chỉ ra cho chúng ta thấy Sơ là phần tự, Đoàn tướng là thiện Trung là phần chánh tông Hậu là phần lưu thông Ba điều thiện này Hiển thị vạn đức viên mãn Như phần tượng Đại giáo duyên khởi phẩm nói Oai quang của thế tôn chói lọi như kim dung tụ phóng ánh sáng lớn số trăm ngàn biến màu sắc ánh sáng nguy nguy bảo sát trang nghiêm từ trước đến nay chưa từng có được đoàn tướng như vậy gọi là đoàn tướng hy hữu trước đây cũng chưa từng có A Nan và đại chúng trước đây chưa từng thấy đoan tướng này. Hiện đoan tướng hi hữu nhất định là nói pháp kỳ đặc, phổ biến lợi ích chúng sanh. Phẩm lễ Phật hiện quang trong phần chánh tâm. Tức kiến di đà như núi hoàng kim cao khỏi mặt biển lại nghe mười phương xưng dương tán thán phật a di đà trong tay phật di đà phóng quang tất cả các cõi phật đều hiện rõ ràng đoàn tướng như vậy thật là tướng tốt hy hữu điều này trong phần chánh tông nói như vậy hy hữu khó gặp Sau cùng trong phần lưu thông Tức đại địa chấn động Đây là sáu loại chấn động Lại hiện các loại thần biến hy hữu Ánh sáng chiếu khắp Nhạc trời đầy trong hư không Hoa trời rải xuống khắp nơi Kinh gọi là thần biến hy hữu Nên những gì bây giờ hiện ra cũng là tướng hy hữu trong bộ kinh này chúng ta thấy ba lần hiện đoan tướng kỳ đặc chứng tỏ pháp môn kỳ đặc đại kinh hy hưởng đặc thù trì danh niệm phật công đức đặc biệt vạn sanh tịnh độ trong đời nhất định thành phật đây là đặc biệt vạn sanh thế giới cực lạc là một đời thành phật tức ngay trong đời này chúng ta vạn sanh đến thế giới cực lạc chưa vị nên biết không phải chết rồi mới đi mà ta vãng sanh khi chưa dứt hơi thở. Quý vị thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn nói với mọi người, Phật đến tiếp dẫn tôi đi đây, vứt bỏ thân thể không cần, cứ như vậy ra đi. Sống như vậy ra đi. Gọi là Phật Pháp thành tựu ngay trong đời này. Sành đến thế giới cực lạc, vô lượng thọ. Vô lượng là vô lượng của hữu lượng. Thọ mạng bao lâu trong kinh hoa nghiêm nói là ba đại a tăng kỳ kiếp ba đại a tăng kỳ kiếp là tu hành ở thế giới cực lạc tốt nghiệp rồi là thật vô lượng vô lượng của vô lượng tốt nghiệp là quả vị gì trong kinh hoa nghiêm nói là quả vị diệu giác cao hơn đẳng giác là diệu giác như lai thật sự là vô lượng từ vô lượng của hữu lượng đạt đến vô lượng của vô lượng đây là vô lượng thọ thật không phải giả chúng ta bắt đầu từ bây giờ cho nên thật sự nghe hiểu minh bạch ai không hâm mộ ai không muốn Hiện nay thế giới rất loạn Thiên tai rất nhiều Ở đâu an toàn Thế giới cực lạc là an toàn nhất Vì sao an toàn Vì thế giới cực lạc Không có người nào sống xa Mọi người đều là người tốt Mọi việc đều là việc lành Trong kinh Đức Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thế giới cực lạc không có ác niệm một ác niệm cũng không có một câu a di đà phật là thiện trong các điều thiện mỗi người đều là niệm phật cầu sanh tịnh độ chí tâm chân thành tâm niệm một câu a di đà phật tiêu tội nặng sanh tử trong tám người ức kiếp chúng ta niệm có được chăng chúng ta niệm không được vì sao vậy vì tâm chúng ta không thanh tịnh trong câu phật hiệu có tạp niệm xen vào không có chút tạp niệm nào thì câu phật hiệu này có thể tiêu tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp đây chính là một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật hoàn toàn là sự thật những người tu học tịnh tông chúng ta những người trong đời trước Có nhân duyên với Phật A-di-đà cần phải biết Cần phải quý trọng Khi nào thì chúng ta vãng sanh Đời này chắc chắn vãng sanh Đời quá khứ đã từng gặp qua nhiều lần Đều chỉ ứng phó qua loa sơ sài Đời này phải thực hành nhất định được vãng sanh. Tình chúng ta và Phật A Di Đà nhân duyên đời trước rất thâm sâu. Từ lần kết duyên với Phật A Di Đà đến nay, đời đời kiếp kiếp, bất luận chúng ta ở trong cõi nào, Phật Di Đà luôn ở bên cạnh quan tâm chúng ta giúp đỡ mọi lúc nhưng ta không hề hay biết là thật không phải giả bởi thế lần này có thể gặp được bộ kinh điển này quả là không dễ nếu không suy nghĩ tường tận ta sẽ không biết được kinh vô lượng thọ Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, nhiều lần tuyên giảng, cho nên có rất nhiều bản. Mà mỗi lần giảng nội dung lại khác nhau. Lưu truyền đến Trung Quốc, phiên dịch tất cả là 12 lần. Tức là có 12 bản khác nhau. Đáng tiếc là bị thất truyền bảy loại. Hiện nay chỉ còn lại năm loại cất giữ trong đại tạng kinh nhưng trong năm loại này chênh lệch rất lớn chứng tỏ là không phải tuyên giảng một lần giảng một lần phiên dịch sẽ không bị chênh lệch lớn như vậy mà giống nhiều khác ít một đời giảng kinh của đức thế tôn chưa từng giảng lại lần thứ hai ở đây điểm công nhất quán lớn nhất là nguyên văn trong năm bản thì hai bản có 48 nguyện Hai bản 24 nguyện Một loại phiên dịch thời nhà Tống có 36 nguyện Phiên dịch tuyệt đối không thể dịch như thế Cho thấy chắc chắn là nguyên bản như vậy Nếu như nguyên bản giống nhau Thì chữ số của nguyên văn không thể thay đổi Ở đây có ba loại khác nhau chứng tỏ ít nhất là ba lần tuyên giảng còn bảy bản thất truyền không thấy nên cổ nhân nói trên ba lần đức thế tôn nhiều lần tuyên thuyết chứng tỏ pháp môn này quan trọng pháp môn này có thể phổ độ chúng sanh khiến chúng sanh thật sự được lợi ích chân thật trong hiện tại ta lập tức được lợi ích này cho nên mới cần đến hội tập đọc hết cả năm bản rất khó không dễ đọc thời nhà tống cư sĩ vương long thư nghĩ đến hội tập bản hội tập của ông trong đại chánh tạng của nhật bản có trong long tạng của càng long cũng có đều đưa vào trong đại tạng kinh điều này tổ sư đại đức các đời đã khẳng định hội tập là việc tốt không trái với kinh giáo nhưng bản hội tập của ông chỉ thấy được bốn loại nguyên bản dịch cư sĩ vương long thư không thấy bản đường dịch trong bản này có một số đoạn kinh văn rất hay mà bốn loại khác không có điều này chúng ta không thể không biết hoa sen hóa xanh trong bản đường dịch có các bản khác không có điều này rất quan trọng. Vì hội tập của Long Thư thiếu một bản, thiếu bản đường dịch chỉ có bốn loại, nên đến năm Hàm Phong thời nhà Thanh cũng là lúc Thái hậu Từ Hi còn sống, bà là phi tử của Hàm Phong. cư sĩ ngụy mạc thâm hội tập lần thứ hai bản hội tập này hay hơn của vương long thư nhưng vẫn còn có tiền vết trích dẫn và bỏ chưa thỏa đáng nên vào đầu năm dân quốc cư sĩ hạ liên cư hội tập lần thứ ba Bế quan 3 năm hoàn thành bản cấp Chỉnh sửa 10 lần Thành bản này Trước sau dùng 10 năm để hoàn thành nó Tâm huyết một đời Quý vị nói ông đến thế gian này để làm gì Chính là vì đại sự này Còn một đời của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Việc lớn nhất của ông là tập chú Chú giải này là tập 83 loại kinh luận 101 loại chú giải của các bậc tổ sư Đại Đức Là tập chú, tập đại thành chú giải kinh vô lượng thọ Bản này đi đâu để tìm? Có duyên gặp được bản này quả thật rất hy hữu, rất khó được Nên bản này trong kinh điển Phật giáo Đáng được gọi là Đệ Nhất Kinh Lời này không phải tôi nói Mà là cư sĩ Mai Quang Hy nói Pháp sư Huệ Minh Pháp sư Từ Châu đã ứng chứng cho họ Như vậy còn sai được chăng? Chúng ta xem tiếp bên dưới Vô lượng thọ kinh sao nói Trong phần tựa Có màu sắc ánh sáng đẹp lạ Ngày nay là nói bây giờ Chúng ta đọc đến phẩm này Cũng hiện đoan tướng này Nên biết ý Phật biểu trưng sự trịnh trọng Gia tường sớ nói Phần lưu thông hiện đoan tướng Nói rõ vì cảm động trước đoàn tướng mà được lợi ích Cảm là cảm ứng Dùng đoan tướng để chứng minh Nghe kinh được lợi ích Tình ảnh sớ lại nói Như lai hóa chu Hóa là giáo hóa chúng sanh Chu là chu biến pháp giới Vi tăng Phật kính Vì thánh giáo nhất định phải thành kính Mới đạt được lợi ích nếu không có tâm thành kính thì không đạt được lợi ích Tăng thêm tâm thành kính của tất cả chúng sanh Nên dùng thần lực, động địa phóng quang, trổ nhạc rải hoa Tóm lại, đều vì chứng tính cho chúng sanh Làm chứng minh để chúng ta tin khuyên dụ khiến chúng sanh đối với pháp khó tin mà trong kinh nói nên sanh thật tính câu này là mục tiêu của ngài mục chính là ở đây chúng ta đối với bộ kinh này phải sanh tính tâm chân thật bên dưới cầu tôn giả a nan tình ảnh sớ viết nói rõ về lợi ích lớn lao này để giáo hóa quần cơ Đại chúng đều khoan hỷ Mọi người đều khoan hỷ Khoan hỷ trong vô lượng thọ kinh sao nói Pháp vị nói Theo Già già sơn đỉnh kinh luận Nói khoan hỷ có ba nghĩa Thứ nhất Người nói thanh tịnh Nên đối với các Pháp được tự tại Là Đức Phật nói người nói thanh tịnh. Thứ hai là những pháp nói ra đều thanh tịnh, nên dùng như thật trí thanh tịnh pháp thể. Thanh tịnh pháp thể là gì? Là tự tánh. Thứ ba là những pháp nói ra được quả thanh tịnh, nên có thể chứng được cảnh giới thanh tịnh phi diệu. Chúng ta học tập theo kinh này. kinh là tiêu chuẩn kinh là thước để đo lường chúng ta chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác nhất định phải y theo giáo huấn trong kinh điển trong kinh dạy như thế nào ta nên hành trì theo như vậy còn như không dạy chúng ta tuyệt đối không trái phạm y giáo phụng hành Chúng ta xem tiếp Ngày nay đại chúng Nghe nguyện của Phật Di Đà Và ân nặng của Thích Tôn Thích Tôn là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đại nguyện của Phật Di Đà Đức Thế Tôn Thuật lại cho chúng ta nghe Bản thân được lợi ích lớn không có đức thế tôn giới thiệu chúng ta không biết có thế giới cực lạc không biết có phật a di đà nghe đức phật giới thiệu chúng ta minh bạch hiểu được sao không hoan hỉ được theo ý trong sau người nói kinh này là bổn sư ta là đức thế tôn ngài nói ta vì pháp vương đối với pháp tự tại người ta chứng được tự tại phiên mãn đây là nói người nói thanh tịnh các công đức nói ra là chỉ nhất thanh tịnh cú trí tuệ chân thật vô vi pháp thân là những pháp nói ra được thanh tịnh pháp thanh tịnh thứ ba là được quả thanh tịnh như đại sư linh phong nói nhất nhất trang nghiêm toàn thể lý tánh y giáo tu trì vượt ngang khỏi tam giới tiến lên không thoái chuyển viên mãn sanh vào bốn cõi cứu cánh thành phật là được quả cứu cánh thanh tịnh đầy đủ ba loại thanh tịnh người nghe được lợi ích vô thượng nên đều được đại hoan hiển tin tưởng vui thích thọ trì nên gọi là tính thọ phùng hành ở sau còn một đoạn nhỏ vô lượng thọ kinh khởi tín luận nói đây là trước tác của cư sĩ bành tế thanh thời nhà thanh rất nhiều đồng học đều biết dùng cách nói như bây giờ thì bành tế thanh là con cháu của cán bộ cao cấp cha ông là binh bộ thượng thư của hoàng đế càng long nghĩa là bộ trưởng quốc phòng Ông thì vô cùng thông minh, có trí tuệ. Hoàn cảnh gia đình lại tốt. Bởi thế, chắc là chưa đến Nhược Quán. Nhược Quán là 20 tuổi. Tôi đoán khoảng 18-19 tuổi đã thi đậu tiến sĩ. Nhưng ông không làm quan, suốt đời không làm quan chuyên môn nghiên cứu Phật giáo, ông thông cả ba giáo nho thích đạo, trong Phật giáo tông môn giáo môn hiện giáo mật giáo đều viên chung, quả là một vị đại đức cư sĩ, ông trước tác rất nhiều, ông nói tình tông là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay câu này là ông nói đời này chúng ta gặp được kinh vô lượng thọ gặp được tịnh độ ông ta nói đây là điều hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay này quý vị đã gặp được gặp được phải hành trì gặp được không thể dễ dàng bỏ qua chúng ta đọc tiếp đoạn văn của ông kinh này đầy đủ toàn thân vô lượng thọ cũng đầy đủ toàn thân tất cả chư phật như vậy mà không tuyệt vời ư bộ kinh này là toàn thân vô lượng thọ toàn thân phật a di đà cũng là toàn thân của tất cả chư phật Hay nói cách khác Phật Pháp cứu cánh viên mãn Đều bao hàm ở trong này Lời này có thể tin Vì sao vậy? Vì các đại đức thời tùy đường đã chứng minh Quý vị xem Bài tự của cư sĩ Mai Quang Hy sẽ biết Quả thật không thể nghĩ bàn Tin vào kinh này Tức đầy đủ tất cả trí Phật Tất cả trí tuệ phiên mãn của Phật Đều ở trong bộ kinh này Tập chú của cụ Hoàng Niệm Tổ Có thể tập 83 loại kinh luận Đó là tri kiến của Phật Và 110 loại chú sớ của các tổ sư đại đức để chú giải bản hội tập này bởi thế kinh là hội tập chú cũng là hội tập đúng là hy hữu khó gặp nay chúng ta đã gặp được gặp được lần thứ nhất Tôi in bản chú giải này 10.000 cuốn để lưu thông Lúc đó ở Mỹ, ông chỉ đem theo một bản Là bản in dầu Bây giờ rất nhiều người không biết in dầu là gì Thời kỳ kháng chiến rất phổ biến Tặng cho tôi bản in dầu Lúc đó tôi xem qua Vô lượng hoan hiển Tôi hỏi ông có bản quyền không? Ông nói không có bản quyền. Tôi nói không có bản quyền thì tôi sẽ in ấn nó, có bản quyền thì tôi không dám ấn tống. Nên lần đầu tiên ấn tống 10.000 bộ. Bây giờ bộ kinh ấn tống số lượng bao nhiêu? Không cách nào tính được, quá nhiều. Ấn tống khắp các nơi. Trong nước cũng như nước ngoài. Lưu thông số lượng lớn, đại khái cũng coi là bản đầu tiên. Loại đầu tiên, tôi nghĩ nếu tôi không giảng tường tận bộ kinh này một lần, thì không ai chú ý đến. Sợ quá nhiều trích dẫn, mọi người không chịu xem. Hôm nay tôi đã giảng xong kinh này, hôm nay là ngày 18 tháng 9. Chúng ta vừa giảng xong 600 tập, tức là 1.200 tiếng đồng hồ. 1.200 tiếng đồng hồ giảng viên mãn vào ngày 18 tháng 9 Đem công đức giảng kinh hồi hướng Tôi dùng ý nghĩa này Ngày mai chúng ta bắt đầu giảng lại lần thứ hai Tôi giảng lại một lần nữa Lần giảng này tôi sẽ đưa bản khoa phán tôi viết vào là Đại Kinh Khoa Chú Tức tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú Chú vẫn dùng chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ Thời gian sáu năm của ông quá gian khổ Thân mang bệnh Nhưng vẫn chú giải kinh này Tôi thấy vậy trong lòng rất rây rứt Chúng tôi gặp nhau khi tuổi đã cao Gặp được quả thật hoan hỷ vô lượng Lúc đó trong nước Chỉ mình ông giảng kinh này Ở nước ngoài cũng chỉ mình tôi giảng kinh này bởi thế hai bên gặp nhau vui mừng khôn tả Tôi muốn báo ơn tri ngộ này Cảm ơn ân đức lớn của ông Gia trị tất cả chúng sanh thời mạng Pháp Chúng ta có thể làm được chút việc cũng tận một phần sức lực để cảm ơn ân đức của ông cảm ơn bản hội tập của cư sĩ hà liên cư chú giải của cụ hoàng niệm tổ tôi cũng làm người dẫn đầu trước đây giảng kinh suốt 53 năm 53 năm giảng mấy mươi bộ kinh vì bản thân không ở một nơi cố định sống cuộc đời du mục Tôi biết, bất luận là tu học pháp môn nào, chỉ cần nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, không ai không thành tựu. Vì sao vậy? Vì chúng ta vốn là Phật, nhất định sẽ thành tựu. Sợ nhất là học lung tung, học đủ thứ, học quá nhiều, như vậy thì tinh thần và thời gian của mình đều phân tán hết Và rất khó thành tựu Cho nên bây giờ Bắt đầu từ năm ngoái tôi giảng bộ kinh này Những năm còn lại Có thể sống được bao nhiêu năm Thì giảng bấy nhiêu bộ Tiêu chuẩn là 1.200 tiếng Một ngày 4 tiếng Cần phải mất 300 ngày Một năm một bộ chia sẻ với mọi người biểu diễn nhất môn thâm nhập trường thời quân tu hôm nay kinh này đã viên mãn cảm ơn mọi người nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh đồ nam mô a di đà phật